sử dụng iPhone X. iPhone X được tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt nên bị cấm sử dụng trong cơ quan công quyền của thành phố San Francisco. San Francisco cũng là một trong những nơi đầu tiên ra quy định mới về nhận diện khuôn mặt. Từ cách đây 7 tháng, chính quyền thành phố này đã quyết định cấm toàn bộ việc sử dụng các hệ thống như vậy. Nói cách khác, công chức thành phố San Francisco không được phép sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt mà không quan tâm tới việc công nghệ này được tích hợp trên hệ thống theo dõi hoặc iPhone hiện đại có Face ID. Tuy nhiên Bản thân lệnh cấm Face ID không chỉ liên quan tới mỗi tính năng này mà ảnh hưởng tới cả iPhone. Nói cách khác, quy định mới của thành phố cấm công chức sử dụng iPhone X và các đời iPhone tích hợp Face ID. Mặc dù là thành phố đầu tiên ra lệnh cấm nhận diện khuôn mặt, San Francisco lại không phải nơi duy nhất muốn áp dụng quy định này. Oakland, Somerville, Massachusetts, Brooklyn và Massachusetts cũng thông qua các lệnh cấm tương tự sau khi cho rằng nhận diện khuôn mặt đã vượt quá bản chất vốn dĩ của chúng. Lệnh cấm của các thành phố lớn ở Mỹ trái ngược hoàn toàn với Trung Quốc nơi nhận diện khuôn mặt được coi là công cụ tối ưu quản lý công dân